Chào mọi người, chào tất cả những đam mê. Hôm nay mình lại đi đánh cầu răng trên sông tiếp mọi người ạ. Đến khu vực này thì hồi trước mình có đánh một vài lần rồi và nước nó to mọi người, nhưng hôm nay nước cũng rút, nhưng mà so với nguồn nước cạn thì nó cũng đang khá cao mọi người ạ. Tuy nhiên là nước hôm nay rất trong mọi người này, nước sông rất trong luôn. Cách đây hơn một tuần là trời không có mưa mà mùa này nước đổ về vẫn đang nhiều, về mưa nhiều mọi người, mưa nhiều thời tháng trước nó vẫn đang tích rất nhiều nước, sông vẫn đang là nhiều nước mọi người ạ. Đó, đang lớn lắm mọi người, nhìn thế này thôi mà nó chảy tiếp lắm, ra cái khu vực dòng đánh thì được xung quanh cái bờ thôi, đánh dọc dòng dọc thế này cho mình đấy ạ. Hôm nay thì mình cũng đi với một bạn, bạn nó đang đi lên lấy đồ trên cơ quan, chờ một lúc xuống bắt đầu mình cũng tiến hành đi thả câu đấy. Nói chung là mùa này nó cũng chạm đến mùa lạnh mình ấy, nên là anh em ít đánh ở chỗ sâu thôi, thì nước to mà thì tìm những cái điểm cận cạn hốc đá anh em đánh thôi nhá. Đó, nước đang còn khá to. Bây giờ mình sẽ đi tìm những cái điểm có những cái hòn đá nhô lên thế này và có nhiều đá ngầm mình người. Bây giờ nước nó trong mà, ban ngày mình đi quan sát được và mình sẽ nhìn thấy được những điểm đấy mình mắc cái câu. Giờ mình buộc câu và chờ tối ấy, mình xác định cái vị trí đúng, tối mình ra mình bỏ vào đấy. Đây mình nhìn này, mình zoom lại cho mọi người xem là nó trong này. Đó. Nó trong là mình thấy những cái viên đá ngầm ngầm ở dưới mình người. Những cái chân dưới đá đấy, hy vọng các trạch chứa nữa ý đấy nhiều hơn. Và mình sẽ tìm được những cái kẽo mà mình đặt cái câu vào để cho nó chống nằm dưới hòn đá đấy. Đấy, không một khi đêm mình cứ ném xuống ngang ấy mọi người, đôi khi nó nằm ngang lại hòn đá là coi như cái câu đấy không được cá. Đa số mà nước đục mà mình không thấy được là đêm mình cũng đa số ném như vậy, nó không khả thi bằng mình tìm những cái điểm cái kẽ mọi người, cái kẽ có các viên đá đó mình đặt cái dây câu vào đấy là hiệu quả nó sẽ cao hơn. Và mình sẽ quan sát những cái điểm này nó có nhiều đá đẹp là mình sẽ buộc dây và chờ đợi tối là quay lại móc mồi và ném xuống mọi người. Đây, tổng cộng đây thì có cái vị trí này có nhìn rất nhiều đá ngầm mọi người này. Đấy là nước nó ở đây nó chảy nhưng mà gần bờ nó không chảy là bao nhiêu cả và nó cũng không quá sâu, chừng đến hơn bụng một chút thôi. Đấy, hy vọng là cá trạch nó ở nhiều. Và mình sẽ đánh những vị trí đấy mọi người nhá. Bây giờ mình cứ đi tìm và quan sát buộc dây để đấy. À, chiều tối quay lại ném xuống. Hy vọng ngày mai lên nhiều hàng cho mọi người xem nhá. Bạn mình nó cũng lên rồi mọi người, nó đang đánh phía dưới này. Mình trên này mình vô các dây này, còn dọc kia mình vô được 4-5 dây, dưới đây 4 dây mọi người ạ. Mình sẽ đánh cái khu ngoài này mọi người này. Đây, khu vững ngoài này. Đó, bây giờ mình tiếp tục đi mắc dây và tối lại ném xuống mọi người nhá. Tất cả chờ đợi vào ngày mai nhá. Ok mọi người ạ. Đó, sông nước khá trong. Chào buổi sáng mọi người, mình lại quay lại với dòng sông Minh Nước Câu mọi người ạ. Tối hôm qua anh em mình có đánh cũng hơn 7 giờ mình về mình đánh nước trong. Hôm nay trời nó khá lạnh mọi người ạ. Mình cảm giác trên này nó lạnh, nó hơi cá nó gian. Và thì mình đánh từ trên kia. Còn bạn thì nó đánh từ đây dọc xuống như thế nào. Đây, hai người đánh mình lên nó xuống. Và bây giờ anh em mình ok mọi người nhá, hy vọng là bữa hôm nay nó có cá mọi người ạ. Thì trời thời tiết nó đã đổ lạnh vào tháng 9 này thì nó hơi xe lạnh tháng mai mọi người ạ. Tối mình khu trên ngược này là cái bắp chăn đấy mọi người ạ. Còn mình trên
Nói chung là cái chỗ này thì anh em đều cột trên bờ, trên kia ấy lội ra ngoài sâu lạnh lắm rồi đấy. Lạnh rồi, không có cá rồi. Số dây à? Mới số hôm qua. Đúng giờ không có mình ạ, không thấy được. Cá bóng không. Để mình cấm dây cho bạn nữa nhé. Tiếp tục mọi người đánh những cái vành đá này rất đẹp mọi người này. Lần nào đánh cũng được cá, hôm nay lạnh không biết có được không. Cạn đấy. Một cá nheo. Mỗi con nheo. Không nhắn ra khỏi xa kia. Có hàng mọi người ạ. Một con rồi. Không được con nào nữa. Cá nó cứ đầm lá hỏi cho cái đánh nó mới sâu rồi kìa. Từ vị trí này đổ lên trên là mình là mình có đánh của mình. Thôi 20 giây mọi người nhá. Tổng cộng 20 giây và mình có mình để dài kia là đánh không nhiều thôi. Chắc là hôm nay là hít cá mọi người vì mình có bạn gần hết rồi mà lượng cá nó rất ít thì nó lạnh nó ăn ít lắm. Còn bây giờ mình rất bình mình nhá. Đây này được con à. Đây này được một con này này. Hai dây mở đầu cũng được một con này. Rõ câu và tiếp tục đi lên phía trên mọi người nhé. Tiếp tục mọi người ạ. Đi dây câu tiếp theo.
con này đấy. Đây có một con. Kéo dây bên này, bên này. Cá đẹp thế này cũng có mọi người ạ. Đi đi cá. Hai dây được có một con thôi mọi người ạ. Mình lại tiếp tục câu câu đây. Trời lạnh cá ăn kém mọi người ạ. Các vị trí trên này liệu có khá dã hơn không? Nâng 5-6 dây câu với 2 con. Chỗ này mình có một dây này. Cá nhà nhỏ. Cá này nè. Cá ít lắm. À, mình đánh có cái vị trí ngoài này mình này. Lạnh thì cũng có cá mình ạ. Dưới nào.
thế này là hai con. Ba dê cái thế này là hai con là nhỏ rồi. Đó. Hai dê kia không có gì luôn. Đến nhỏ mấy thế này còn ngoài kia mấy dê mọi người ạ. Như vậy là mình đã xuôi thông câu của mình rồi mẹ ạ. Hôm nay không có cá mọi người, được có 5-6 con thôi, 5-6 con cá chạch thôi. Do trời thời tiết lạnh, đánh nó cũng không được, mọi người đánh ở khu vực này mình đánh nhiều, khu vực này trại bên này nó xiết rêu, nó sông này mùa này nó có nhiều cái rêu nó mắc vào, không cá không ăn được mọi người, mồi còn nguyên luôn. Thôi mình xin kết thúc buổi câu hôm nay đây mọi người nhá. Chào mọi người và hẹn mọi người trong những chuyến đi câu lần sau nhé.